Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Chương trình thời sự hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Văn hóa của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường với 62 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 22 tháng 8, hơn 10.000 học sinh lớp 1 của tỉnh Lai Châu đã bắt đầu tựu trường bắt đầu năm học mới 2022-2023. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã mang lại chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ và phát triển rừng của huyện Sìn Hồ. Môi trường rừng từng bước được cải thiện, tăng khả năng phòng hộ, điều tiết và duy trì nguồn nước. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu, TechFest Việt Nam 2022. Với chủ đề nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 diễn ra tại tỉnh Lai Châu nhằm kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Lai Châu, phát huy các tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày hội được tổ chức trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 8. Các hoạt động chính được diễn ra như lễ khai mạc, phiên diễn đàn chính sách, hành lang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ hội phát triển, các phiên chuyên đề và kết nối đầu tư về các nội dung phát triển du lịch cộng đồng gắn với Metaverse, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp dược liệu, công nghệ gắn với phát triển xanh và bền vững, diễn đàn Tuổi trẻ Lai Châu hưởng ứng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, ngày hội cũng dự kiến có 50 gian hàng trình diễn công nghệ, trưng bày giới thiệu các dự án ý tưởng, sản phẩm khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghiệp ô cốp và sản phẩm tiêu biểu khác của tỉnh và các địa phương. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu, TechFest Việt Nam 2022, nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 22 tháng 8, Ủy ban Văn hóa của Quốc hội phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 62 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu của tỉnh ta, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin Truyền thông, Tỉnh đoàn, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Trường Cao đẳng Cộng đồng. Tại chỉ thị số 08 ngày 1 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường nêu rõ, văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh sinh viên, nhà giáo biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường. Ở một số địa phương, công tác xây dựng văn hóa học đường chưa được quan tâm đúng mức và còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa học đường ở một số nơi còn bất cập, thiếu hấp dẫn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, văn hóa là động lực, là nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển và khơi dậy nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo của con người. Hội nghị hôm nay có vai trò quan trọng tạo tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng văn hóa học đường. Do đó, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và toàn ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò quan trọng của xây dựng văn hóa học đường. Đặc biệt, các thầy cô giáo xây dựng văn hóa học đường thành các mô hình điểm và nhân rộng mô hình tốt. Đồng thời, gắn việc xây dựng tổ chức thực hiện văn hóa học đường với việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nói chung và tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục nói riêng. Phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và củng cố, hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử, tập trung xây dựng và hướng dẫn các chuẩn mực về văn hóa đạo đức, hành vi ứng xử trong và ngoài nhà trường, nhất là trên không gian mạng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường, như xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Công tác chỉ đạo triển khai của đoàn, hội, đội về các giải pháp phối hợp với ngành giáo dục trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường. Định hướng của ngành văn hóa thể thao và du lịch để phối hợp triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Xây dựng hệ giá trị văn hóa cần hình thành trong học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Hội chợ khoa học kỹ thuật xúc tiến đầu tư phát triển vùng trồng sâm Lai Châu. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham gia hội nghị có các đồng chí thành viên ban tổ chức hội chợ. Hội chợ chuyển giao khoa học kỹ thuật xúc tiến đầu tư phát triển sâm Lai Châu năm 2022 được tổ chức với chủ đề Khát vọng vươn lên. Do đơn vị chủ trì là Sở Khoa học Công nghệ, đơn vị phối hợp là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và Hiệp hội Sâm Lai Châu. Thời gian dự kiến 3 ngày trong tháng 10 năm 2022, địa điểm tổ chức Trung tâm Thương mại tỉnh Lai Châu. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức giải chạy marathon Sâm Lai Châu lần thứ nhất. Các không gian trưng bày sản phẩm Sâm Lai Châu, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sắc của địa phương, các khu giới thiệu ẩm thực dân tộc. Hội chợ chuyển giao khoa học kỹ thuật xúc tiến đầu tư phát triển Sâm Lai Châu năm 2022 với mục đích giới thiệu tiềm năng lợi thế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển và quảng bá cây Sâm Lai Châu đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, công bố giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ và giá trị của cây Sâm Lai Châu, kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy trình kỹ thuật sản xuất giống đạt tiêu chuẩn, phát triển vùng trồng và công nghệ chế biến các sản phẩm từ cây sâm Lai Châu, công bố quy hoạch vùng thích ứng và lan tỏa vùng trồng sâm Lai Châu, tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ, tiến tới chế biến sâu, phát triển sản phẩm sâm Lai Châu bền vững, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương. Việc triển khai các hoạt động tại hội chợ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Lai Châu, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Chiều ngày 22 tháng 8, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP nhằm thống nhất các phương án xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 124 sản phẩm OCOP được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và có 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao đủ điều kiện trình Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương. Theo đó, nhằm kết nối các chủ thể của sản phẩm OCOP với các siêu thị, cửa hàng để giới thiệu và bán sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, chủ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ đồng hành phối hợp với các chủ thể OCOP để đưa các sản phẩm vào chuỗi các siêu thị để nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm để xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, để các sản phẩm OCOP có thể đưa vào chuỗi các cửa hàng, siêu thị, các chủ thể sản phẩm OCOP phải đảm bảo các điều kiện về bao bì, nhãn mác, chất lượng sản phẩm và giá cả. Trao đổi tại hội nghị, đại diện các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh đều thống nhất việc hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm được chứng nhận OCOP đưa vào hệ thống các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn tỉnh để nhằm phát triển hệ thống kênh tiêu thụ, tiếp cận thị trường, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, đại diện các siêu thị, cửa hàng cũng đã trao đổi, chia sẻ, đề xuất nhiều giải pháp để phát triển và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh qua hệ thống siêu thị và các kênh phân phối khác. Trong đó, lưu ý nhiều đến việc các chủ thể sản phẩm OCOP phải đảm bảo các điều kiện chất lượng sản phẩm, bao bì, mã vạch, nhãn mác, sự đồng nhất giá cả trên các thị trường, có chính sách đổi trả sản phẩm, có đầu mối các sản phẩm OCOP để các siêu thị, cửa hàng có thể nhập sản phẩm thuận lợi. Tham gia kết nối trao đổi tại hội nghị, các chủ thể sản phẩm OCOP nhất trí với những ý kiến đóng góp chia sẻ của đại diện các siêu thị, cửa hàng. Cùng với đó, bày tỏ mong muốn các sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ được tiêu thụ sâu rộng, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn và đề xuất có chính sách hỗ trợ bao bì sản phẩm và giải pháp giới thiệu tiêu thụ sản phẩm hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 258 ngày 21 tháng 8 năm 2022, kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thúc đẩy triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31/2022 NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mặc dù các ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai chính sách đảm bảo theo đúng quy định của nghị định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, song quá trình triển khai còn phát sinh các khó khăn vướng mắc. Để thúc đẩy việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc rà soát kỹ các quy định tại Nghị định số 31/2022 của Chính phủ và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của các bộ, cơ quan liên quan đến việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất, đảm bảo phù hợp và bám sát Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội khóa 15 và tờ trình của Chính phủ đã trình Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trường hợp phát hiện có các quy định chặt chẽ quá mức cần thiết, gây khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện thì cần kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc là báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung. Trước ngày 25 tháng 8 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổ chức hội nghị với các ngân hàng thương mại để phổ biến, giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách và tạo tâm lý đồng thuận để thúc đẩy triển khai thực hiện chính sách trong cả nước, đồng thời tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền nếu có để báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ theo quy định. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành lập các đoàn công tác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì với sự tham gia của các bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình triển khai tại các ngân hàng thương mại để kịp thời đôn đốc, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách này. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8, hơn 10.000 học sinh lớp 1 của tỉnh Lai Châu đã bắt đầu tựu trường. Trong tuần học đầu tiên, các em sẽ làm quen với môi trường học tập mới trước khi học sinh các khối lớp tập trung vào ngày 29 tháng 8. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên về không khí tựu trường tại các đơn vị trường tiểu học trên địa bàn thành phố Lai Châu. Tại thành phố Lai Châu, năm học này, toàn ngành có 32 lớp 1 với hơn 1.000 học sinh. Ngay từ sáng sớm, tại trường tiểu học Kim Đồng, các em học sinh lớp 1 đã có mặt tại trường tương đối đầy đủ. Thầy và trò của nhà trường đều có tâm thế chào đón năm học mới. Trên gương mặt, ai nấy đều phấn khởi và hy vọng một năm học sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công tác dạy và học. Chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2022, tựu trường đối với lại học sinh lớp 1, thì đơn vị nhà trường đã chuẩn bị tất cả các cái điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón các em học sinh tựu trường trong ngày hôm nay. Năm học này, trường tiểu học San Thàng, thành phố Lai Châu có 20 lớp với 523 học sinh, học tại hai điểm trường. Nhà trường có 4 lớp 1 với 103 em. Mặc dù trường còn nhiều khó khăn, nhưng nhà trường đã làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp. Trong sáng nay, 100% học sinh lớp 1 đã về tựu trường. Chuẩn bị cho năm học 2022-2023, thì nhà trường đã có những cái chuẩn bị bước đầu. Thứ nhất là về cơ sở vật chất, đã rà soát, sửa sang, tu bổ lại những cái bộ bàn ghế chưa đảm bảo để cho các em học trong thời gian của năm học này. Thứ hai là về khuôn viên trường lớp thì cũng đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia một số buổi lao động để tu bổ và cải tạo lại cái cảnh quan của nhà trường. Thứ ba là đã tuyên truyền đến phụ huynh về cái thời gian để cho phụ huynh nắm bắt được là cái thời gian tựu trường của học sinh đối với lớp 1 và đối với lớp từ lớp 2 cho đến lớp 5. Trong tuần học đầu tiên của học sinh lớp 1, các trường tập trung cho các em tìm hiểu, tham quan nhà trường để các em làm quen với môi trường học tập mới. Đồng thời, các em được trao đổi, giới thiệu về bản thân. Ngay từ những buổi học đầu tiên, chúng tôi là giáo viên chủ nhiệm thì cũng có rất là nhiều những cái hy vọng về một năm học mới. Chúng tôi mong rằng là các em sẽ yêu trường lớp, sẽ phát huy những cái phẩm chất năng lực của bản thân mình và sẽ luôn luôn cố gắng trong học tập. Được biết, năm học mới, tỉnh Lai Châu có 344 trường với trên 150.000 học sinh. Trong đó, học sinh lớp 1 có 11.003 em trên tổng số 548 lớp. Theo khung kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Lai Châu, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường từ ngày 22 tháng 8 và các cấp học khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hàng nghìn hecta rừng ở huyện Sìn Hồ luôn được giữ gìn và bảo vệ tốt nhờ triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nguồn tài chính ổn định từ chính sách của Đảng, Nhà nước đã giúp thay đổi nhận thức và cải thiện sinh kế của người dân sống gần rừng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo động lực để người dân gắn bó, bảo vệ rừng, từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân về vai trò và tác dụng của rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng, cải thiện môi trường sinh thái trên địa bàn của huyện Sìn Hồ. Hiện nay trên địa bàn huyện Sìn Hồ có tổng diện tích rừng
trên 56.000 ha. Riêng năm 2021, toàn huyện đã triển khai thực hiện giao khoán với tổng diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng gần 50.000 ha, tổng số tiền đạt trên 31 tỷ đồng, với đơn giá khoảng 1,1 triệu đồng một ha. Mức chi trả cho hộ dân đạt bình quân 5,4 triệu đồng một hộ một năm. Việc triển khai thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng đã phát huy hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển diện tích rừng trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng rừng tự nhiên bị các tổ chức cá nhân xâm phạm. Hàng năm từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng thì người dân đã có ý thức hơn rất nhiều đối với những diện tích được giao khoán bảo vệ, và cái tình trạng phá rừng thì đã giảm rất nhiều so với khi mà chưa có cái chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cái tình trạng xảy ra cháy rừng cũng giảm đi rất nhiều so với các năm trước kia. Điều đáng nói, việc áp dụng chính sách dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa của huyện, thông qua hình thức giao đất, giao rừng của nhà nước và nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng từ các đơn vị chủ rừng. Ngoài các việc trồng rừng thì ở bản thì cũng luôn có cán bộ bên rừng và cán bộ xã xuống tuyên truyền để bảo vệ rừng. Thì gia đình chúng tôi cũng tích cực tham gia vào chỗ rừng mà nhà nước cho bảo vệ, và nhà nước cũng quan tâm chi trả môi trường rừng hàng năm ạ. Tại địa bàn huyện có mức thu lớn từ dịch vụ môi trường rừng như xin hồ, công tác chi trả từ nguồn thu này đã thu hút một lượng lớn quản lý bảo vệ rừng trong nhân dân, góp phần bảo vệ diện tích rừng tái sinh, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện lên hơn 42%. Số tiền được nhận từ dịch vụ môi trường rừng còn giúp người dân mua cây giống để trồng rừng, chi trả cho việc chăm sóc cây rừng, tham gia phòng cháy chữa cháy rừng và mua sắm trang thiết bị vật dụng để bảo vệ rừng hiệu quả. Cây nhà nước hỗ trợ mình trồng rất là có lợi, sau này nó phát triển thì cây mình lại được khai thác nữa. Và chúng tôi cũng được cùng bà con và tổ chức bà con cũng trồng theo cái quy hoạch của quy định của bên rừng phòng hộ. Vừa rồi bản chúng tôi cũng trồng hầu như là cũng gần hết lết rồi. Hộ nào có thì cũng trồng đầy đủ và cái việc chăm sóc. Đấy, chúng tôi cũng bảo bà con giữ với súc vật, cho nên chăm sóc trâu bò súc vật. Rồi mùa khô hanh chúng tôi bảo vệ phòng cháy chữa cháy để cho cây nó phát triển sau này, để cho có lợi ích cho lợi nhuận thu cho bà con. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã mang lại chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ và phát triển rừng của huyện Sìn Hồ, thể hiện ở tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép đã cơ bản giảm. Cùng với đó, môi trường rừng từng bước được cải thiện, tăng khả năng phòng chống, điều tiết và duy trì nguồn nước cho các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Hiện nay, nông dân trên địa bàn của tỉnh đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Và để đảm bảo quyền lợi cho nông dân, thời gian qua, các cơ quan chức năng thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương của tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành về hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống các loại cây trồng nông nghiệp trên địa bàn, nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bình ổn thị trường và ổn định việc sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc là một trong những đơn vị có thị phần lớn về cung cấp vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Dự báo khi đến vụ mùa, nhu cầu của bà con thường tăng gấp 3 đến 4 lần so với bình thường, nên công ty đã chủ động chuẩn bị các mặt hàng, phân bón, giống và các loại thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân yên tâm sản xuất. Công ty đã thực hiện nghiêm việc niêm yết giá bán công khai. Hiện công ty có 5 cửa hàng chính tại 3 huyện và thành phố. Hàng năm, công ty cung cấp khoảng 7.000 đến 8.000 tấn phân bón, khoảng 500 tấn giống các loại và lượng lớn các loại thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, công ty đã phân chia thành 6 kho bảo quản riêng từng loại và kiểm tra kỹ trước khi nhập hàng, cũng như lựa chọn các công ty cung cấp có uy tín trên thị trường để nhập hàng. Trong những năm qua, về công ty chúng tôi kinh doanh về mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng thì chúng tôi luôn đảm bảo về những cái hàng thương hiệu, ví dụ như những doanh nghiệp nhà nước đang sản xuất, và các cái hàm lượng đầy đủ áp chất lượng và sản phẩm để đưa ra cung ứng ra thị trường hàng tốt nhất. Và chúng tôi luôn đẩy đến các cái chất lượng của sản phẩm là hàng đầu cho bà con nông dân tin tưởng.
sử dụng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có khoảng 432 tổ chức cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Trong thời gian từ đầu năm đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lai Châu đã tiến hành một cuộc thanh kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh phân bón, giống cây trồng nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật với 15 cơ sở kinh doanh và phát hiện một số cơ sở vi phạm như không duy trì các điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có nhãn mác ghi không đúng quy định về kích thước, chữ và số theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên nhãn có hình ảnh không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. Buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng. Chi cục đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với các cơ sở vi phạm. Về phía công ty cổ phần giống vật tư Lai Châu, thì để đảm bảo chất lượng hàng hóa đưa ra thị trường thì về phía công ty đã lên với kế hoạch cụ thể từ đầu năm, từ cuối năm. Và sau đó thì tiến hành nhập mà chọn những công ty uy tín. Trong và ngoài tỉnh, ví dụ như là công ty Apatit Lào Cai, công ty Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, công ty cổ phần giống cây trồng Trung ương, thì tất cả những mặt hàng trước khi nhập thì về phía công ty tiến hành ký hợp đồng với các nhà sản xuất và tiến hành kiểm nghiệm mẫu và chuẩn bị kho tàng và các phương tiện vận chuyển phù hợp để đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi đưa ra thị trường. Thực hiện cái công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp thì ngay từ đầu năm thì chi cục cũng đã xây dựng cái kế hoạch thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh, và trong cái quá trình thực hiện vừa rồi thì đã thanh tra 15 cơ sở thì đã phát hiện 4 cơ sở có sai phạm và xử lý theo đúng quy định. Và các cái công tác khác thì chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với lại các cơ quan chuyên môn các huyện để nắm bắt tình hình về các công tác cung ứng vật tư để kịp thời phát hiện các cái sai phạm và xử lý để đảm bảo cái công tác quản lý chất lượng vật tư đảm bảo. Qua công tác thanh tra kiểm tra đã giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhận thức đầy đủ về những nội quy để chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động buôn bán, lưu thông, bảo quản phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, qua đó tạo bước chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm quyền lợi của nông dân khi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện Mường Tè có 41.060 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 85,4% so với kế hoạch được giao, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp là do đặc thù của huyện miền núi, đời sống của nhân dân các dân tộc còn khó khăn. Khi quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực, nhiều hộ gia đình đã chủ động mua bảo hiểm y tế. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân thu nhập không ổn định dẫn đến không có điều kiện kinh tế để tham gia bảo hiểm y tế. Để khắc phục tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội huyện Mường Tè tích cực phối hợp với các cơ quan ban ngành và các xã thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mở rộng đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mạng lưới bảo hiểm y tế, rà soát xác định số người không được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quyết định số 861 nhưng thuộc nhóm đối tượng khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế như hộ nghèo, cận nghèo để lập danh sách đề nghị cấp bảo hiểm y tế theo quy định. Thời gian qua, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ đó, đến nay, nhiều đơn vị chủ đầu tư đã giải ngân nguồn vốn theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó có một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt cao, như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt gần 96%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông đạt 53%. Để nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải ngân, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị chủ đầu tư triển khai đồng bộ các giải pháp, như tăng cường công tác kiểm tra giám sát các nhà thầu về tiến độ, chất lượng công trình, kiên quyết lập biên bản và xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, cùng với đó tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm giao mặt bằng sạch cho các đơn vị doanh nghiệp để khởi công dự án. Hiện
Hiện nay, diện tích ao nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 992 ha, vượt 6 ha so với kế hoạch. Thể tích bể nuôi cá nước lạnh gồm cá tầm, cá hồi đạt gần 22.600 m3. Thể tích nuôi cá lồng ước đạt trên 163.000 m3 với hơn 1.500 lồng, tập trung tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Mường Tè. Là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế trong nuôi trồng thủy sản, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, hộ cá nhân đầu tư vào phát triển nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản. Trong đó, ưu tiên thu hút doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã, với nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ thủy sản và sản phẩm thủy sản. Song song với đó, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, sản xuất giống thủy sản để hạ giá thành sản phẩm đầu vào, cũng như tăng giá trị sản phẩm thủy sản đầu ra, đồng thời tạo ra sản phẩm có thể bảo quản và tiêu thụ trong thời gian lâu dài, tránh tồn đọng đối với thủy sản đến thời kỳ thu hoạch. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số nội dung chính đã được phát sóng trong ngày. Tại chỉ thị số 08 ngày 1 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, nêu rõ, văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và toàn ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về ý nghĩa vai trò quan trọng của xây dựng văn hóa học đường, phát huy vai trò quan trọng của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và củng cố hoàn thiện các nguyên tắc ứng xử, tập trung xây dựng và hướng dẫn các chuẩn mực về văn hóa đạo đức, hành vi ứng xử trong và ngoài nhà trường, nhất là trên không gian mạng. Hội chợ chuyển giao khoa học kỹ thuật xúc tiến đầu tư phát triển Sâm Lai Châu năm 2022 được tổ chức với chủ đề Khát vọng vươn lên, dự kiến trong 3 ngày của tháng 10 năm 2022, địa điểm tổ chức tại Trung tâm Thương mại tỉnh Lai Châu. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức giải chạy marathon Sâm Lai Châu lần thứ nhất. Các không gian trưng bày sản phẩm Sâm Lai Châu, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sắc của địa phương, các khu giới thiệu ẩm thực dân tộc. Hội chợ chuyển giao khoa học kỹ thuật xúc tiến đầu tư phát triển Sâm Lai Châu năm 2022 với mục đích là giới thiệu tiềm năng lợi thế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển và quảng bá cây Sâm Lai Châu đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, tiến tới chế biến sâu phát triển sản phẩm Sâm Lai Châu bền vững, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương. Việc triển khai các hoạt động tại hội chợ phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Lai Châu, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn của huyện Sìn Hồ có tổng diện tích rừng trên 56.000 ha. Riêng năm 2021, toàn huyện đã triển khai thực hiện giao khoán với tổng diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng là gần 50.000 ha, tổng số tiền đạt trên 31 tỷ đồng. Với đơn giá khoảng 1,1 triệu đồng một ha, mức chi trả cho hộ dân đạt bình quân là 5,4 triệu đồng một hộ một năm. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã mang lại chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ và phát triển rừng của huyện Sìn Hồ, thể hiện ở tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép đã cơ bản giảm. Cùng với đó, thì môi trường rừng từng bước được cải thiện, tăng khả năng phòng hộ, điều tiết và duy trì nguồn nước cho các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Vừa rồi là một số nội dung chính đã được phát sóng trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Thông báo truyền hình trực tiếp, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu, TechFest Việt Nam 2022. Chủ đề Nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa là sự kiện quan trọng nhằm kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn. Phát huy tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, các chủ thể của hệ sinh thái. Hình thành tư duy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao năng lực của chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Lai Châu và các tỉnh bạn. Đối thoại chính sách giữa các chuyên gia, nhà quản lý với cộng đồng khởi nghiệp để đề xuất xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương và khu vực.
Với ý nghĩa đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu tổ chức truyền hình trực tiếp kênh LTV trên vệ tinh Vinasat 1 và hệ thống truyền hình số mặt đất tại Lai Châu. Gồm kênh LTV truyền phát qua mạng Internet đến trung tâm các huyện, truyền phát qua mạng trên hệ thống MyTV, NextTV, hệ thống VTV Cap, trên website http://laichautv.vn và trên kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Thời gian truyền hình trực tiếp: ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức Chủ nhật, từ 20 giờ, khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2022. Ngày 29 tháng 8 năm 2022, thứ Hai, từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, bế mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2022. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.